Thú vị, vào khoảng 15 giờ chiều qua, một xe đầu kéo chở hàng chục bó thép mất lái phóng lên giải phân cách cứng giữa tim đường quốc lộ 51 thuộc địa bàn phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa. Sự việc đã ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến đường này. Cụ thể, tại thời điểm này, tài xế chưa rõ danh tính điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát 61H06950 chạy trên quốc lộ 51 hướng về ngã tư Vũng Tàu. Khi đến km 01 thuộc địa bàn phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, gần khu vực ngã tư Vũng Tàu, cách hầm chui chừng 100m, thì tài xế mất lái phóng xe lên con lươn giữa đường. May mắn là khi lao lên lươn, bánh xe bị nổ vỏ và chở nặng 12 bó thép cây nên không lao qua phía bên kia đường của dòng xe đang chạy chiều ngược lại. Vụ tai nạn giao thông làm rơi 9 bó thép cây xuống mặt đường, đầu xe hư hỏng nặng, tuy nhiên không ai bị thương. Ngay khi nhận được thông tin sự việc, lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, đồng thời điều động 3 xe cẩu 12 bó thép lên xe khác chở đi và xe cứu hộ kéo chuyển xe bị nạn ra khỏi hiện trường, giải tỏa giao thông trở lại bình thường. Sau hơn giờ đồng hồ nỗ lực, phương tiện lưu thông chiều hướng về ngã tư Vũng Tàu ùn ứ di chuyển chậm.